Ok và hai xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Yeah, và mình Lander. Và đây là một trong những cái map mà mình mong chờ nhất. Đây. Ta-da. Đó, mình rất là thích những cái map kiểu này nhá. Mà đây chắc là góc bên phải nhỉ. Rồi, ok. Ok và chúng ta sẽ bắt đầu chơi luôn nhá. Và chẳng cần thông tin gì cả. Bắt đầu. Ta-da. Rồi. Chào mừng các bạn đã đến với Brain Game. Và ngày hôm nay mình sẽ cần một số sẽ có một số câu hỏi dành cho bạn. Rồi và nó bấu mình lên trên cái bục giảng này. Đó, và đây có một cái nút. Bấm. Bắt đầu thôi. Oh no no, tôi không muốn như vậy. Nhanh vãi nhỉ. Và nội dung của cái màn đầu tiên đó là nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là tìm sử dụng những cái item mà bạn tìm thấy để mà các bạn nghĩ rằng ăn được để tạo ra một cái món ăn cho cái ông đầu bếp. Bởi vì ông đầu bếp cái ông đầu bếp này đang đói, đại khái là như vậy. Rồi và chúng ta sẽ bấm cái gì đây? Cái này là gợi ý. Rồi, gợi ý là làm cái bánh. Yeah. Và chúng ta sẽ phải tìm một số thứ. Lò này. Không có. Không có. Không có. Và để làm ra được chúng ta mình nghĩ là cần phải có 3 xô sữa này. Mía. Hai đường. Một quả trứng. Và 3 cái lúa mì. Mình nghĩ vậy, không biết có đúng không. Vậy là đây là lúa mì đây. 1 2 3. Rồi. Vậy là chúng ta đã có lúa mì. Tiếp theo là mía. 1 2. Rồi. Chúng ta sẽ craft thành đường. Đó. Đó, vậy là chúng ta đã có 2 đường rồi. Khá là đơn giản phải không ạ? Rồi, tiếp theo thì sao what the fuck lại có mà sao lại có quặng đá đỏ ở đây nhỉ? Và mình tự hỏi không biết kiếm con bò đâu giờ nhỉ? Không có bò. Click to để bấm để tạo ra con bò. Hello bò. Cho anh xin tí sữa nhá. Yeah. Oh shit, nhầm. Nào lấy sữa đi mà, đừng mơ máy. Rồi. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu craft nhá. Để mình để xem mình còn nhớ cái công thức không. 1 2 3. 1 2. Thế này chứ. Rồi. Nhé. Vẫn thiếu trứng gà. Lại phải tìm một trứng gà đây. Đờ mờ. Có rương này. Yeah, trứng gà đi rồi. Ok, và chúng ta đã đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ mới đủ đấy, lúc nãy mình nhầm. Rồi. Nhầm. Đây chứ. Thế này, phải không? Rồi. Rồi. 1 2. Ta-da. Rồi, yeah. Cất bớt cái đồ này đi. Vậy là chúng ta đã xong được cái bánh rồi. Đặt lên đặt cái thứ mà bạn nghĩ để tạo cho cái ông đầu bếp lên trên cái khối gỗ này. Yeah. Vậy là chúng ta đã qua được cái màn này rồi. Yeah. Và nội dung của màn 2 đó là căn phòng này rất là trống trải. Và từ đó hãy sử dụng bộ não của các bạn. What? Đặt cái nút vào đây. Đặt sử dụng bộ não. Sử dụng bộ não. What the fuck? Sử dụng bộ não. Chẳng lẽ bây giờ mày bắt tao lấy não tao dí vào đây chứ? Má cái... Không biết chúng ta sẽ nên làm theo cái kiểu nào giờ nhỉ? Oh shit.
Vậy là chúng ta sẽ phải đặt một cái nút. Và mình nghĩ là cái nút này click để tìm cái sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ là cái đầu của mày đấy. Cái đầu của tao á. Ok, tao nghĩ thế này này. Rồi. Yeah. Vậy là qua màn rồi. Ok, và level 3 đó là giúp đỡ con dân làng. Và giúp đỡ gì? Rồi, cái màn này khá là khó hiểu đấy. Vậy là chúng ta sẽ phải đến cái phần này trước. Và nó cho chúng ta một thanh kiếm. Và nó yêu cầu chúng ta phải enchant. Bấm vào đây để enchant cái sáp nét. Và bấm vào. What? Ê! Cái con cờ hó này. Giết. What the fuck? Nó có nói là bạn có thể đặt những cái sticky piston lên đá và cái redstone block lên cái đá. Mình không biết đá gì nhưng mà nó đã được mài nhẵn. Rồi và cái này là spawn point. Yeah. Và click vào đây để tạo ra con slam. Rồi, chơi luôn. Mày to này. Xong. Rồi vậy là chúng ta đã có được cái này rồi. Và chúng ta sẽ phải trở về thôi. Rồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái khu mai. Khu mỏ. Và nó đưa cho chúng ta một cái cúp kim cương và một cái rìu. Cái rìu mình nghĩ là để chặt gỗ. Gỗ thì ở đây. Rồi, gỗ. Đơn giản mà. Rồi. Vậy là chúng ta cần phải tạo một cái piston và một ít cái block đá đỏ. Vậy là chúng ta cần tạo một cái sticky piston. Nhưng mà mình không biết nó phải làm như thế nào đây. Rồi. Như vậy. Một lớp ở đây. Sau đó các bạn đặt đá đỏ đây. Tầng. Đó. Vậy là chúng ta đã có một cái piston rồi. Giờ chúng ta sẽ đặt như vậy. Và một cái slam. Rồi, và cái tiếp theo chúng ta sẽ làm là một cái block đá đỏ. Rồi, vậy là xong. Giờ chúng ta sẽ quay về. Đó. Cũng khá là đơn giản phải không ạ? Vậy là chúng ta sẽ được đặt một cái... Xem nào, mình sẽ xem lại. Thì ra là vậy. Vậy là chúng ta sẽ phải đặt như vậy. Đặt cái piston ở đây. Một cái block đá đỏ ở đây. Và một cái chúng ta có thể đặt được thêm xem nào. Như vậy. Làm thế này cho nhanh. Yeah. Ok, xong rồi. May quá. Vậy là chúng ta đã đến level 4. Và level 4 nó có gì đây? Chúng ta sẽ phải mở được cái rương. Nhưng mà không được phá hủy cái block cỏ ở đây. Và cũng như là không được phép phá hủy cái rương nhá. Đó. Và khá là khó nhằn đấy. Nó yêu cầu chúng ta sẽ phải mở cái rương này. Nhưng mà không được đập cái block này. Cũng như là không được đập cái rương nhá. Đó. Thì chúng ta sẽ phải Vậy là chúng ta sẽ cần phải làm một cái một thứ gì đó.
nhấn vào cái nút này để nhận những cái item cần thiết. À, nung lên. Rồi, qua bên đây, tạo một cái bàn chế tạo. Sau đó đặt bên cạnh, tạo thành một cái thành vài cái que. Rồi làm thế này cho tiết kiệm. Mình nghĩ chúng ta sẽ cần phải làm một cái xẻng. Mình nghĩ vậy. Xẻng thì cái này mình nhớ rồi. Thì có thể các bạn không biết ở đây, đó là chúng ta khi mà chúng ta dùng xẻng ấy, chúng ta đào cái block cỏ này, chúng ta chỉ cần chạm vào block cỏ bằng xẻng thôi nhá, thì chúng ta sẽ được một cái cỏ đã được xới lên. Và cái block cỏ này đấy thì nó có một cái chức năng giống như một nửa block ấy, thì nó vẫn có thể sử dụng được như bình thường nhá. Rồi đó, chúng ta có thể mở rương mà không cần phải đào cái block này đi. Đó, ok, vậy là xong rồi. Chúng ta sẽ vứt vợi mấy cái đồ này đi. Rồi, một cái nút đặt and boom, xong. Và level 5 đó là vụ nổ. Chúng ta là cái gì đây? Và ở trong level này chúng ta sẽ cần phải tạo ra một cái vụ nổ. Tạo ra một cái vụ nổ bằng cách làm nổ cái gạch đá. Nhưng mà các bạn bằng một cái vụ nổ, và các bạn không được phép dùng TNT. Vậy là chúng ta sẽ phải làm nổ nhưng mà không được phép dùng TNT. Cũng khá là đơn giản thôi, không có gì khó cả. Không có việc gì khó cả, chỉ sợ tiền không còn. Đấy, câu này bác Hồ dạy, không phải mình dạy nhá. Đấy, chúng ta sẽ phải làm nổ cái block này. Và chúng ta lại phải click vào đây để lấy những cái item cần thiết. Và những cái item cần thiết của chúng ta thì cũng khá là nhiều, tương đối nhiều. Rồi chúng ta có hai cái lò. Mình nghĩ chỉ cần một cái thôi, cần gì hai cái, đúng không? Đúng không các bạn? Vậy là chúng ta sẽ nung lấy kính. Và mình khi mình nghĩ đến kính thì mình sẽ thường nước mắt Ender và ngọc Ender. Không được sử dụng TNT. Chúng ta sẽ sử dụng cái pha lê Ender. Và như cái chỉ dẫn của nó thì chúng ta chỉ được phép đặt cái vụ nổ lên trên cái obsidian thôi. Và các bạn chưa biết thì cái pha lê ender đấy chỉ có thể đặt được trên hai cái block cứng nhất Minecraft, một là obsidian, hai là bedrock, hai cái block quen thuộc nhất đấy. Còn nếu tính tất cả thì cái này chỉ đứng thứ năm cái obsidian đấy. Rồi mình sẽ đợi. Và chúng ta được 6 cái rồi. 7. Rồi 7 cái thì một đường vòng, đúng không? Đúng rồi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị khai hỏa. Ta-ra! Xong. Và level 6 là zombie. Và ở trong cái level này chúng ta sẽ cần tạo cho cái zombie đi vào trong cái tấm áp lực. Trong cái tấm áp lực này. Tấm áp lực đâu? Một cái tấm áp lực. Đây. Đây tấm áp lực đây. Vậy là chúng ta sẽ phải điều khiển con zombie cho nó đi vào. Con zombie đâu? Tiến lên này. Đâu mà ấy? Click để triệu hồi zombie. Ta-da. Vậy là nó ra zombie con này. Vậy là chúng ta sẽ phải điều khiển cho nó chạy đến hết cái này. Và chỗ này mình thề các bạn, nhìn giống hệt cái mê cung.
rất là khó. Không biết mình có qua được cái màn này không. Một, hai, yeah, vậy là xong rồi, yeah, eo màn này khó vãi chưởng ra, mãi mới xong, vậy là ở đây toàn thông tin thôi. Ok, và nếu bạn thấy thích video đấy, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật video mới nhất, và cũng như là ủng hộ mình. Ok, bye bye. Nói mỏi mồm quá rồi, nghỉ rồi.